cử tứ, cái kia lương thực hẳn là gia luật vận đến miệng thủy chuẩn bị kiếm một món hời à, mà lại vận chuyển cùng cất giữ đều như thế bí ẩn, rõ ràng là không nghĩ để người ta biết à. Chúng ta đi, hắn có thể cam tâm cho chúng ta. Triệu nhã hỏi, Trần giải cười. Quận chúa có lúc đặc quyền sử dụng cũng không phải là không được, không thể giống ngươi như vậy một điểm quy củ đều không phá à. Chúng ta trước mấy ngày không đều đi học, nói xong, thần thông quảng đại người có thể điều lương nhập miệng thủy, mà bây giờ ra luật cùng quốc phân ưu cầu nhân đến nhân thế nhưng là hắn cái này ai quận chúa hiện tại miệng thủy huyện ngươi lớn nhất ngươi nói là hắn chính là không phải cũng thế triệu nhã nghe vậy nói cái này cái này có thể được không triệu nhã mặc dù là cao quý quận chúa tuy nhiên lại là cái chính trị chim non làm việc còn luôn yêu thích nói quy củ nói luật pháp nhưng là có lúc liền không thể quá nói luật pháp trần giải nói quận chúa ngươi liền tin ta đi đây hết thảy có thể cũng là vì miệng thủy mười vạn bách tính mười vạn người nếu là bởi vì quận chúa có thể mạng sống quận chúa công đức vô lượng à nghe trần giải lời nói triệu nhã nói cái kia vậy liền nghe ngươi hà ha ha quận chúa nói rất đúng tin ta là được rồi trần giải cười nói quận chúa có thể đi trở về hơi chút nghỉ ngơi nhóm này lương thực hẳn là đêm mai có thể đến đến lúc đó quận chúa nhưng muốn đi khen ngợi ra luật quận chúa biết như thế nào làm sao triệu nhã nghe vậy nhìn một chút trần giải nói biết triệu nhã không ngu ngốc ngược lại rất thông minh có một số việc chỉ là suy nghĩ của nàng trói chặt nàng làm một cái quận chúa vậy mà xưa nay không biết dùng trong tay nàng đặc quyền ngược lại rất ước thúc chính mình ưa thích nói quy củ chính mình nếu là có quận chúa cái này quyền lợi đã sớm không nói hai lời trước tiên đem miệng thủy huyện những này thổ hào bắt lại tra tấn một phen có thể đạt được không ít lương thực mà nàng càng ưa thích là tuân thủ pháp luật làm việc chân giải hiện tại càng thêm tò mò sư phụ nàng đến cùng là ai vậy mà có thể dạy dỗ dạng này một đồ đệ Bất quá bây giờ cái này tiểu quận chúa phải tiếp nhận chính mình điều giáo, đầu tiên dạy nàng cũng là chỉ hưu bảo ngựa. Tô Châu thương hội. Mọi người đem bọn hắn 25 vạn thạch lương thực toàn bộ chuyển đến miệng thủy huyện, cái này giống trống khua chiêng, nhất thời hấp dẫn toàn bộ miệng thủy huyện bách tính ánh mắt. Có người nói bọn hắn là tới cứu miệng thủy, thế nhưng là rất nhanh liền có người nói bọn hắn là chuẩn bị chữ hàng đầu cơ tích chữ, đến miệng thủy phát tài. Liền như vậy, nếu như vậy, chuyển khắp miệng thủy. Thẩm Vạn Tam bọn người cũng biết những này lời đồn, suy nghĩ một chút, Thẩm Vạn Tam triệu tập Tô Châu Thương Hội nói: Chúng ta hành động lần này quá lớn, đoán chừng sẽ ảnh hưởng tiếp xuống lương thực giá cả. Bất quá đại gia đừng nóng vội, thân ở mấy ngày, nhưng thị trường hạ nhiệt một chút, giá cả sẽ còn tăng đi lên. Nghe Thẩm Vạn Tam lời nói, Tô Châu Thương Hội người lập tức biểu thị, biết gần nhất một hạt lương thực cũng không bán, chờ thị trường xác định chúng ta không bán lương, giá cả tự nhiên sẽ tăng tới, đến lúc đó chúng ta tại không chế ra lương nhưng lương giới một mực ở tại cao vị. Nghe lời này, thẩm vạn tam gật đầu, cũng là như vậy. Còn lại Tô Châu thương hội người nói, yên tâm đi, chúng ta mục tiêu lương giới là 60 văn, ít hơn so với 60 văn chúng ta cũng không ra. Nghe lời này thẩm vạn tam nói, 60 văn có chút cao, kỳ thật 55 văn liền có thể ra chờ đợi xem nhìn ngày mai lương giới. Gia luật phủ, chu bằng nhìn lấy gia luật nói, đại nhân, ngài biết không, Tô Châu thương hội người đến. Gia luật cho mày, vốn cho rằng miệng thủy cái này thị trường sẽ tất cả đều là của hắn, không có nghĩ rằng lại bị Tô Châu Thương hội cắm một chân. Biết, cái kia gia luật đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ à? Chu Bằng nhìn lấy gia luật hỏi, gia luật nói, đừng nóng vội chờ đợi xem. Chu Bằng cau mày nói, đại nhân, muốn hay không thừa dịp hôm nay lương giới vẫn được, chúng ta bán tháo một số à? Gia luật lập tức cả giận nói, không được. Chu Bằng giật nảy mình, mà gia luật lúc này nhìn lấy hắn nói, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào đều không cho phép bán lương, nện bàn, nếu không ta không tha cho các người. Bị gia luật hống một tiếng, mọi người nhất thời giật nảy mình. Mà gia luật cũng sợ những này người thật nện bàn, đến lúc đó trực tiếp đem lương giới đập xuống, cái kia 10 vạn thạch lương thực nhưng là không đáng giá. Đến lúc đó, không chỉ hắn kiếm lời không được tiền, hơn nữa còn không có cách nào đổi bày ra chính mình vị kia vĩnh an phủ thông phán đồng môn nhân tình à. Nhân ra dựa vào cái gì chịu trách nhiệm mạo hiểm cho người mượn lương à, bởi vì gia luật đáp ứng chính là mượn 10 vạn thạch, trả lại 20 vạn thạch lương giới tiền, nhưng vị kia thông phán đại nhân cũng kiếm lời gấp đôi lương giới, dạng này nhân ra thông phán đại nhân, mới có thể cầm lấy tiền này, chờ đến năm lương giới tiện nghi thời điểm, mua lương nhập kho, điền trên khoản này thâm hụt à. Đến lúc này một lần, thông phán đại nhân chẳng phải kiếm được tiền sao. Nhưng là bây giờ nếu là miệng thủy cái này lương giới xảy ra vấn đề, hắn nhưng là bồi đại phát, cho nên, gia luật yêu cầu nghiêm khắc, hiện trường mọi người không cho phép bán lương thực, nhưng lương giới hạ xuống. Chu Bằng nhìn lấy ra luật nói, đại nhân, ngài không cho ta mại hành, thế nhưng là tô châu thương hội bên kia nếu là bán lương chúng ta nên như thế nào tự xử à? Nghe Chu Bằng lời nói ra luật trầm ngâm một chút nói, Chu Bằng, ngươi dẫn người bắt ta thiếp mời, thỉnh tô châu thương hội người đến ta Gia luật phủ làm khách. a à, đại nhân ngài muốn. Gia luật nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chúng ta không chứa đãi một chút, chẳng phải là lộ ra chúng ta thất lễ chu bằng nói vâng ta hiểu được đại nhân chu bằng mang theo gia luật thiệp mời đi thẳng tới tô châu thương hội nơi đóng quân Ừm, bản địa đặt lỗ hoa xích mời chúng ta thẩm vạn tam nhìn trong tay thiệp mời quay đầu nhìn về phía chu bằng nói ngươi trở về cùng đặt lỗ hoa xích đại nhân nói chúng ta thu thập một chút liền đi dự tiệc chu bằng nói vậy tại hạ liền cáo tử chu bằng dẫn người rời đi lúc này trong phòng chỉ còn lại có tô châu thương hội người lúc này có người nói vạn tam hiền đệ ngươi nhìn. Thẩm vạn tam nghe vậy cười nói, chúng ta đến miệng thủy, là hẳn là nhìn một chút bản địa địa đầu xà, dù sao cường long không áp địa đầu xà sao ha ha ha. Mọi người nghe lời này cũng đều nhìn về thẩm vạn tam nói, vạn tam hiền đệ, nếu là gia luật là vì cái này lương đâu. Nghe lời này, thẩm vạn tam nói, thì tính sao chúng ta đi ra buôn bán cũng không sợ những này bản địa quan viên, dù sao chúng ta lễ, đã đưa đến. Thẩm vạn tam chỉ bầu trời nói, trên trời. Tô Châu chúng thương nghe vậy, cũng đều mở miệng cười đúng vậy à bọn hắn tô thương thế nhưng là có hậu trường không phải cái gì vô can chi mộc về phần bọn hắn hậu trường là ai đương triều thừa tướng thoát thoát là vậy nghĩ tới đây đông đảo thương người nắm chắc trong lòng thời đại này còn không có cái nào làm quan giám cùng bọn hắn động mạnh dù sao bọn hắn thế nhưng là thông lên phía trên xem như đương triều tể tướng dưới trướng chó các nơi quan viên tự nhiên là muốn không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật thẩm vạn tam nói các vị chúng ta thu thập một chút nhập phủ à nghe lời này chúng thương người nói vâng rất nhanh một đám người tiến về gia luật phủ gia luật triển khai long trọng thịnh yến trên bữa tiệc tự nhiên cũng không thiếu được gia luật rất thích đồ biển bất quá thẩm vạn tam cũng không thích ăn gia luật lúc này nhìn lấy thẩm vạn tam chờ người nói thẩm tiên sinh một nhóm theo tô hàng mà đến rất là vất vả ăn chút bản địa đặc sắc đồ biển thẩm vạn tam nói gia luật đại nhân khách khí Tô mỗ bọn người trước tới nơi đây vốn hẳn nên trước tới bái phỏng gia luật đại nhân. Không nghĩ tới vậy mà nhường gia luật đại nhân trước hết mời chúng ta, thật sự là thất lễ, thất lễ. Gia luật nghe vậy nói, ha ha ha, một chút lễ nghi phức tạp, không cần lo lắng tại tâm, thẩm tiên sinh lần này đến thế nhưng là giải quyết miệng thủy khó khăn. Thẩm vạn tam nói, giải nạn chưa nói tới, bất quá là bình thường thương nghiệp tới lui. Gia luật nghe vậy nói, ha ha, thẩm tiên sinh nói hay lắm, cái kia thẩm tiên sinh coi là cái này miệng thủy lương giới làm định bao nhiêu cho thỏa đáng. Lời vừa nói ra người trong sân ăn uống tiệc rượu động tác đều là dừng lại, nhìn về phía chủ bàn hai người này. Thẩm vạn tam cầm lấy chén rượu trong tay đi lòng vòng, theo sát lấy nhìn lấy ra luật nói. Gia luật đại nhân chính là bản địa quan phụ mẫu, đại nhân coi là lương giới làm định bao nhiêu cho thỏa đáng. Gia luật trầm ngâm chốc lát nói, 60 văn. ừ Thẩm vạn tam nghe vậy nhìn về phía gia luật, mặt trên nhất thời lộ ra ý vị nụ cười khó hiểu, Hắn nghe rõ, 60 văn, đen như vậy, cái này gia luật cũng là tham quan à? Là tham quan liền dễ đối phó, thẩm vạn tam nói. Gia luật đại nhân, nói tức là cái này 60 văn đích thật là cái công đạo giá cả. Gia luật nói, đúng vậy à, cái này giá cả vừa phải chặt, liên sự có người ác ý nện giá à? Nghe lời này, phía dưới một cái tô châu thương người nói, ha ha ha, gia luật đại nhân, ngài lời nói này, chúng ta còn tưởng rằng ngài muốn nện giá đâu, chỉ cần ngài không nện giá, như vậy chúng ta cũng sẽ không nện giá, chúng ta sao không lập cái quân tử hiệp định. Gia luật nghe vậy nói, quân tử hiệp định, quân tử hiệp định tốt, bất quá cái này hiệp định như thế nào định đâu. Nghe lời này, cái này Tô Châu thương người nói, người ta hai nhà tại lương giới không đến 60 văn trước đó, ai cũng không cho xuất thủ nện giá, cũng không cho loạn bán lương thực, phá hư thị trường, không biết gia luật đại nhân nghĩ như thế nào. Trương Huynh, không được vô lễ, chúng ta há có thể yêu cầu gia luật đại nhân làm cái này làm cái kia đâu thẩm vạn tam giả ý phê bình nói năng lỗ mã người nghe lời này gia luật khoát tay nói ai ta ngược lại thật ra cảm giác vị này trương huynh đệ nói rất đúng chúng ta chẳng bằng lập xuống cái này quân tử hiệp định cũng là vì chúng ta miệng thủy bách tính tốt không phải sao thẩm vạn tam nghe vậy trầm mặc một lát theo sát lấy mở miệng nói cái kia vậy liền theo đại nhân gia luật nhất thời cười nói ha 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 tốt tốt song phương rất hài lòng định ra quân tử hiệp định mà lúc này ngoài cửa một cái tô châu thương hộ mắc tiểu, đi ra thuận tiện. Đối diện liền gặp một cái nhìn như rất có quyền thế người, bởi vì hắn tại gia luật phủ vậy mà không người nào dám ngăn đón, hơn nữa còn có mấy cái tùy tùng đi theo. Lúc này vị này tô châu thương hộ liền hỏi, tiên sinh, xin hỏi quý phủ nhà xí ở đâu? Cái kia có quyền có thế nghe xong lời này, nhìn lấy vị này tô châu thương hộ nói, ha ha ha, ngươi là tô châu tới. Người kia nói, chính là xin hỏi tiên sinh. À, tại hạ họ chu, tại gia luật phủ làm khách vừa vặn cũng đi nhà xí cùng đi cùng đi a à, vậy thì tốt quá làm phiền chu tiên sinh a à, không có việc gì không có việc gì hôm nay các người tô châu thương hội đến đây vốn là ta là muốn tác bồi thế nhưng là cái này lâm thời có việc liền không có tham gia đúng rồi các ngươi trao đổi còn thuận lợi có muốn hay không ta giúp đỡ trò chuyện ha ha chu huynh rất thuận lợi à mà lại chúng ta còn dựng lên cái quân tử hiệp nghị ngư bang Trần Giải nhìn lấy hôm nay vừa đưa tới tình báo, theo sát lấy nói. Ha ha, không tệ à, quân tử hiệp nghị, không đến 60 văn không bán. Trần Giải đem tờ giấy phóng tới một bên, nhìn lấy Tiểu Hổ nói. Hôm nay chợ đen lương giới bao nhiêu? Tiểu Hổ nói, 50 văn, cùng hôm qua không nhúc nhích. Trần Giải nói, thả hai vạn thạch lương thực, dựa theo 45 văn ra bên ngoài bán, đem giá cả đập cho ta đến 45 văn. Vâng. Tiểu Hổ nghe lời này lập tức hẳn là theo sát lấy nói. Bất quá cái này hai vạn thạch lương thực ra chúng ta trong tay lương thực chỉ có không đến bốn vạn thạch, chỉ sợ chống đỡ không đến mấy ngày. Trần Giải nói, đủ, đúng, Trần Hanh đi Hoàng Châu phủ sách lương như thế nào. Tiểu Hổ nói, cũng đã hướng trở về, bất quá bang chủ, liền ba vạn thạch lương thực, ngay đến mức phái đi mười chiếc thuyền lớn sao. Trần Giải nói, ha ha, đi quan phủ tiếp lương thực, tự nhiên muốn đem mặt bài cho đủ à, đi, ngươi đi trước chợ đen phát thóc đi, Hôm nay ta cần lương giá 45. Được. Tiểu Hổ lên tiếng rời đi. Trần Giải đứng dậy, duỗi lưng một cái đi ra ngoài, bên tay trái thông hướng Đông viện Tô Vân Cẩm, bên tay phải thông hướng Tây viện Hoàng Uyển Nhi. Tối nay với ai ngủ đâu? Trần Giải suy nghĩ một chút, hướng Tây viện mà đi. Đông viện nhà mình tiểu nương tử tốt thì tốt, cũng là quá bảo thủ, mang thai liền không để cho mình đụng phải. Mỗi đêm chỉ có thể ôm lấy ngủ, tắm lửa đốt người cũng không cho loạn động, Trần Giải cũng tôn trọng nàng không có nói ra ý nghĩ xấu thế nhưng là tây viện hoàng nương tử liền so sánh mở ra mặc dù cũng không cho vào một bước thế nhưng là nàng có thể dùng miệng cũng là khác loại thể nghiệm à mình đã tại nương tử chỗ đó ngủ lượng túc nên đi tìm một chút hoàng nương tử hai nữ nhân này cũng không biết chuyện ra sao nhân ra đều vì nam nhân cướp quyết đấu sinh tử kết quả hai người bọn họ lại khiêm nhượng đi lên ai đáng chết truyền thống phẩm chất tốt à chân giải nghĩ đến liền trực tiếp hướng tây viện mà đi tối nay có thể phải thật tốt hưởng thụ một chút uyển nhi ôn nhu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Châu thương hội bao xuống khách sạn. Vạn Tam hiền đệ, ngươi nhìn, cái này chợ đen lương giới, đêm qua vậy mà hạ xuống 45 văn. Ừm. Thẩm Vạn Tam nghe vậy sững sờ, theo sát lấy nhìn lấy cái kia Tô Châu thương hộ nói. 45 văn, không cần phải à, mặc dù chúng ta đại lượng lương thực đến cảng hoàn toàn chính xác sẽ để cho miệng thủy lương giới có sóng chấn động, nhưng là chúng ta ai đều không có bán lương giá tiền này coi như không tăng cũng không nên hàng à mà lại hàng năm văn tiền cái này rõ ràng là có đại lượng lương thực chảy vào thị trường nhưng thị trường cảm thấy lương giới có hy vọng giảm xuống à nghe lời này cái kia tô châu thương hộ nói hiền đệ đích thật là có người bán lương đêm qua hẳn là bán ít nhất hai vạn thạch hai vạn thạch thẩm vạn tam mặt nhất thời trở nên khó coi nói miệng thủy huyện trong tay ai còn có nhiều như vậy lương thực tô châu thương hộ nói hiền đệ có phải hay không là gia luật cố ý nện giá à thẩm vạn tam nói không cần phải à hắn nghĩ nện giá hôm qua thỉnh chúng ta làm gì cái này có phải hay không là hắn thả ra bom khói à thẩm vạn tam sửng sốt nói không thể không có lý do à hắn chẳng lẽ không muốn kiếm tiền bất quá việc này sau lưng tất nhiên là có một đôi tay lại cùng chúng ta đối nghịch sẽ là ai chứ nghe lời này tô châu thương hộ nói vạn tam hiền đệ ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không cũng bán một điểm không thể, làm ăn trọng yếu nhất chính là tín dụng, chúng ta không thể dẫn đầu nện bàn, nói cho đại gia, đừng nóng vội, tuyệt đối đừng gấp, xem trước một chút hướng gió, phái người khác đi thông báo ra luật, hỏi một chút hắn, là ai đập bàn. Nghe lời này Tô Châu thương hộ nói, tốt, ta vậy thì phái người đi hỏi một chút ra luật. gia luật phủ. gia luật nghe Tô Châu thương hộ tin tức truyền đến, theo sát lấy đối cái kia truyền tin nhân nói, ngươi trở về nói cho vạn tam hiền đệ, hôm qua gia lương tuyệt đối không phải ta ra luật phủ người, cũng không thể nào là trong thành thân sĩ, đến mức là ai, ta sẽ tra. Nghe lời này, Tô Châu thương hộ nói, đại nhân, ta hy vọng ngươi mau chóng tra ra cùng chúng ta đối nghịch là ai, tuyệt đối không nên chậm trễ chúng ta kiếm tiền à. Gia luật nói, yên tâm, cái này chẳng những liên quan đến các ngươi, cũng liên quan đến ta tự thân lợi ích. Đưa đi Tô Châu thương hội người. Gia luật nhíu mày theo sát lấy nhìn lấy Chu Bằng nói, Ngươi đi nói cho trong thành có lương cái kia mấy nhà, nói cho bọn hắn, quản tốt chính mình, không phải vậy đừng trách ta trở mặt vô tình. Chu Bằng nói, gia luật đại nhân, lần này thật là không phải chúng ta người à, đêm qua chúng ta mấy nhà đều không có bán lương. Ừm, này sẽ là ai? Gia luật nhíu mày, Chu Bằng suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là Trần Cửu Tứ à? Ừm, Trần Cửu Tứ. Gia luật cũng nhíu mày, đúng vậy à, Trần Cửu Tứ gần nhất có chút quá tại bình tĩnh, cái này có thể không phù hợp tính cách của hắn à, chẳng lẽ thật là hắn. Thế nhưng là không đúng, trong tay hắn lương thực không đều đốt không có sao. Hắn nào có lương thực nện chợ đen khai à? Nghĩ đến nhìn về phía sau lưng hộ vệ thống lĩnh nói, ta lần trước để ngươi cha ngư bang cha như thế nào? Hộ vệ thống lĩnh nghe vậy nói, gia luật đại nhân, điều tra xét, ngư bang thương khố đều là không chung, khẳng định không có lương thực. Mà lại hiện tại những cái kia kho hàng lớn đều đã toàn bộ cho thuê tô châu thương hội người, ngư bang chỗ nào có thể có lương thực à? Gia luật nghe lời này nói, vậy liền kỳ quái, Trần Cửu Tứ không có lương thực, cái kia hôm qua đen trên chợ xuất thủ hai vạn thạch lương thực là ai đó à? Gia luật cau mày nói, ta luôn cảm giác, chính mình giống như bị ai tính kế, cái này miệng thủy bây giờ trách cực kỳ à? Hộ vệ nghe vậy nói, đại nhân, có muốn hay không ta lại đi dò cha? Gia luật nghe vậy nói, chứ không cần, hôm nay chúng ta lương muốn vận đến miệng thủy, ta không tiện ra mặt, ngươi dẫn người đi đem lương vận đến dương gia chấn chúng ta bí mật kia thường hố. Nghe lời này hộ vệ thống lĩnh trực tiếp ôm quyền nói, vâng. Gia luật lúc này híp mắt lại nói, rốt cuộc là người nào? Trong lúc nhất thời hắn cũng thấy không rõ lắm đến cùng là ai tại trải lưới. Cứ như vậy miệng thủy lương giới quỷ dị ngang cuộn tại 45 văn một cân một ngày. Mà gia luật cùng Tô Châu Thương hội cũng đều đang đợi, nếu như hai ngày này không có người lại nện bàn lời nói như vậy lương giới sẽ còn lần nữa tăng lên, tăng tới bọn hắn lý tưởng giá cả mà liền tại ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại chợ đen lương dưới phía trên thời điểm. Tại miệng Thủy Hà, một cái đen bến tàu, nói là đen bến tàu, trước kia cũng là một cái lớn bến tàu. Bất quá về sau bị gia luật lấy tư nhân danh nghĩa niêm phong, liền thành đen bến tàu, cũng thành gia luật tư nhân bến tàu. Lúc này tại đen trên bến tàu, len lén lái vào đây 10 chiếc thuyền lớn. Gia luật phủ hộ vệ thống lĩnh A Hợp Đài phụ trách tiếp thuyền. A Hợp Đài cũng là lúc đầu gia luật phủ phó thống lĩnh, kỳ mục cách phụ tá, Trần Tiểu Hổ đã từng bạn nhậu. Lần này Dược Vương bảo tàng chuyến đi, Kỳ Mộc Cách bỏ mình, gia luật liền đề bạt A Hợp Đài vị thị vệ thống lĩnh, thế chỗ Kỳ Mộc Cách chức vị. Lúc này A Hợp Đài mang theo 500 hắc kỵ canh giữ ở bến tàu, trong tay nhanh nhóm cái này bó đuốc, bất quá hắc kỵ hôm nay không có mặc khôi giáp, mà chính là đổi thành một thân phổ thông người dân trang phục, đứng ở nơi đó, chờ đợi thuyền lớn tới gần. Nhìn lấy thuyền lớn tới gần, A Hợp Đài nói, đại gia hỏa một hồi thêm chút sức, chờ đem nhóm này lương thực vận xong, gia luật đại nhân có phần thưởng. Vâng. Nghe lời này, thuyền chỉ lập tức tới gần bến tàu, A Hợp Đài nói, các huynh đệ khiêng. Nghe vậy, những này hắc giáp kỵ sĩ tất cả đều xông đi lên, theo thuyền trên hướng xuống gỡ lương thực, đồng thời bó đúc trường long, nhất thời tràn ngập toàn bộ đất trống xem ra mười phần hùng vĩ. A Tam nhìn lên trước mặt nhiều người như vậy, nhiều như vậy lương thực, nhất thời kích động, hắc hắc, cửu tứ nói còn thật đúng à, lại còn thật có mười vạn thạch lương thực à, xem ra quận chúa lo lắng giải quyết. Một bên Trần Tiểu Hổ nói, A Tam đại nhân trò đùa, nhà ta bang chủ từ trước tới giờ không đánh lừa dối, nói có lương thực, tất có lương thực. Đúng đúng, ai chúng ta lên đi, bắt bọn họ cái tại chỗ. A Tam nhìn lấy Tiểu Hổ nói Tiểu Hổ cười nói, A Tam đại nhân đừng nóng vội à, nhiều như vậy lương thực, để bọn hắn trước chuyển một số, không phải vậy đến lúc đó còn phải chúng ta chuyển, bớt chút khí lực. Nghe lời này, A Tam cười nói, các ngươi những này theo trần cửu tứ thế nhưng là thật là xấu à bất quá ta ưa thích ha 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 a tam nói xong lời này theo sát lấy nói nghe ngươi các loại cứ như vậy chờ trong chốc lát đợi đến trên thuyền này lương thực vẫn không sai biệt lắm lúc này thời điểm a tam nhìn xem tiểu hổ tiểu hổ ôm quyền nói đại nhân thỉnh hạ lệnh a tam nói bắt đem những này người đều bắt vâng nghe lời này trần tiểu hổ khua tay nói các huynh đệ xông lên à nhất thời ẩn tàng trong bóng đêm ngư bang tiểu đệ, tất cả đều bật đi ra trong nháy mắt hỏa quang một mảnh, trong nháy mắt liền đem cái này 500 người ra luật hắc kỵ bao vây. A hợp đài bị cái này đột nhiên một màn giật nảy mình, hô lớn, tình huống như thế nào? Nghe được A hợp đài tiếng la, liền nghe có người hô, A hợp đài đại nhân, không xong, chúng ta bị bao vây, đối phương nhân số tại chúng ta phía trên. Nghe lời này A hợp đài kinh hãi, tại miệng thủy đến cùng là người nào ngựa số lượng có thể tại chính mình ra luật phủ phía trên à? bất quá chỉ một lát sau hắn liền kịp phản ứng, còn có thể là ai, khẳng định là ngư bang à, toàn bộ miệng thủy, cũng liền ngư bang mới có như thế nhiều nhân mã. Ngư bang lần này thế nhưng là xuất động dòng dã một ngàn người, chẳng những là tiểu hổ bạch hổ doanh, cũng tăng thêm phổ thông bang chúng. Lúc này một đám người trực tiếp liền đem A hợp đài bọn hắn vây quanh. A hợp đài thương lãng một tiếng rút đao ra đối bên người thân tín nói, lập tức trở về thành, thỉnh ra luật đại nhân. Nghe lời này, cái kia thân tín lập tức trở về thành đi mời ra luật. Mà A Hợp Đài lúc này tay cầm trường đao nói, người nào cũng dám cướp chúng ta ra luật phủ, chán sống rồi đúng không? U à, ngươi cái gia luật phủ tính toán cái trùy, chẳng lẽ còn có thể lớn qua ta những dương vương phủ? A Tam lúc này một mặt khinh thường nhìn lấy A Hợp Đài, trên mặt là trào phúng, chỉ là huyện đặt lỗ hoa xích, như bức cái trùy. Tại vương phủ tùy tiện tìm ra một cái quan đều so với các ngươi cái này ra luật lớn, ngươi còn cùng lão tử lắp đặt a tam quay đầu nhìn tiểu hổ liếc một chút tiểu hổ gật đầu người thả ra a tam nói lại không cho phép người đi ra tiểu hổ nói yên tâm bạch hổ doanh ở bên ngoài cảnh giới một con mũi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài nghe lời này a tam nói vậy là được đừng hỏng quận chúa chuyện tốt a tam nói xong lời này trực tiếp đi đi qua nhìn lấy a hợp đài nói ngươi là gia luật thủ hạ a hợp đài lúc này cũng sợ choáng váng lại là quận chúa vây quanh bọn hắn không được, cái này nhưng muốn đem cái này quan trọng tin tức, truyền tống cho gia luật đại nhân. Bất quá thân tín lại phát hiện căn bản ra không được. Thống lĩnh đại nhân là ngư ba người tại chấn giữ. Nghe lời này, A hợp đài sắc mặt lập tức liền đen, bất quá nhìn lấy tới gần mình A Tam nói. A Tam đại nhân, chúng ta đều là thay triều đình làm việc, ngươi mang theo ngư ba người vây vây nhốt chúng ta làm cái gì? A Tam nói, biết, các ngươi là vì triều đình làm việc, vì quận chúa phân ưu cho nên chúng ta đây không phải tới tiếp nhận, giúp ngươi một chút bọn họ sao? A Hợp Đài nói, A Tam đại nhân ngươi có ý tứ gì? A Tam cười nói, cái này không rất rõ ràng sao? Các ngươi vì quận chúa gom góp tới lương thực, quận chúa niệm tình các ngươi vất vả, đặc biệt để cho chúng ta đến đây, giúp đỡ các ngươi đem lương thực vận vào thành bên trong, để giải trong thành thiếu lương chi ưu. Không thể không để mà nói là còn phải là các ngươi gia luật đại nhân thần thông quảng đại, vậy mà có thể làm đến nhiều như vậy lương thực, cái này có mười vạn thạch đi. A hợp đài lúc này mặt đều đen, nhìn lấy A Tam nói. A Tam đại nhân, ngươi cũng không thể trò đùa, cái này lương, cái này lương. A Tam nhìn lấy hắn nói. Cái này lương làm sao chẳng lẽ là nhà các ngươi đại nhân chuẩn bị trộm vận vào thành, cho miệng thủy bách tính bán giá cao lương à? Ta có thể nhớ kỹ quận chúa nói không cho phép bán giá cao lương, chẳng lẽ các ngươi gia luật đại nhân là đem quận chúa mệnh lệnh làm thành gió thoảng bên tai? Hắn chẳng lẽ là tại xem thường ta những dương vương phủ, hắn là muốn phản à? A Tam nhìn lấy A Hợp Đài trực tiếp trừ mũ lớn. A Hợp Đài dưới mặt mũi trắng bệch, tuyệt không ý này, tuyệt không ý này. A Tam nói, cái kia còn có việc sao? Không có việc gì cái này lương thực chúng ta quận chủ phủ nhưng là tiếp quản. A Hợp Đài nói, không, không được. A Tam cho mày nói, vì sao không được? A Hợp Đài nói, đại nhân, những này lương thực là chúng ta ra luật đại nhân, nhỏ không có xử lý quyền lợi, còn mời đại nhân giàn xếp. A Tam nói, giàn xếp, thông cái gì dung, không được. A hợp đài lúc này liếc nhìn Trần Tiểu Hổ, lập tức nói, nhỏ hổ huynh đệ, nhỏ hổ huynh đệ, ngươi giúp ca ca nói một câu à. Nghe lời này, Trần Tiểu Hổ nhìn lấy A hợp đài nói, lão ca, chúng ta đây cũng là phụng mệnh hành sự. Nhỏ hổ huynh đệ à, ta biết các ngươi khó xử, thế nhưng là ngươi nhất định muốn giúp đỡ ca ca ta à, không phải vậy ca ca ta nhưng là phế đi. Gia luật đại nhân nếu như biết rõ ta làm mất rồi cái này lương thực, không phải giết ta không thể à tiểu hổ nhíu mày suy nghĩ một chút a tam đại nhân ngài nhìn có thể hay không dàn xếp một chút vị này a hợp đài là đại ca của ta a tam nhíu mày một mặt không nhịn được nói vậy thì chờ biết à chờ ra luật đến xử lý à tạ a tam đại nhân tạ nhỏ hổ huynh đệ a hợp đài lập tức cảm tạ cứ như vậy đợi ước chừng một cái canh giờ gia luật rốt cuộc đã đến lúc này thời điểm vội vã mà đến nhìn đến đây bó đúc trường long ra luật nói đến cùng ai dám cướp ta ra luật phủ lương thực A Tam cũng không sợ gia luật, lúc này trực tiếp mở miệng nói. Ha ha, gia luật ngươi khẩu khí thật lớn à, cái gì gọi là đoạt, nhóm này lương thực chúng ta quận chúa trưng dụng. Ừm, gia luật quay đầu nhìn về phía A Tam, nhất thời cho mày, cái này sao có thể, chính mình vận lương như thế bí ẩn làm sao lại bị quận chủ phủ bắt được người đâu. Bất quá nhóm này lương thực chuyện rất quan trọng, cũng không thể như vậy trực tiếp cho quận chủ phủ ạ. À. Nghĩ như vậy, gia luật quay đầu nhìn A Tam nói, A Tam đại nhân, ngươi giam ta lương thực làm gì? A Tam nhìn lấy gia luật nói, gia luật đại nhân cái này lương thực không phải triều đình sao? Gia luật nói, tự nhiên không phải, cái này lương thực là ta gia luật gia tộc tư nhân, cùng triều đình không quan hệ, mà lại nhóm này lương thực còn muốn vận chuyển về lên phía bắc chi viện gia tộc, cũng không thể giam à. A Tam cau mày nói, tư nhân lương thực. Gia luật nói, không sai, cũng là tư nhân lương thực, như là đoàn thể lương thực, quận chủ phủ giam cũng coi như, thế nhưng là giữ lại chúng ta ra luật gia tư nhân lương thực, có thể không phù hợp quy củ. Tư nhân lương thực, ha ha ha, tốt một cái tư nhân lương thực. Ngay tại gia luật tại tiến hành ngụy biện thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Gia luật nghe được cái thanh âm này nhất thời kinh hãi, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy triệu nhã mang theo A Đại, A Nhị nhanh chân mà đến. Mà bọn hắn bên cạnh còn đứng lấy Trần Cửu Tứ. Lúc này chỉ thấy Trần Cửu Tứ một mặt ý cười nhìn lấy chính mình, gia luật nhất thời minh bạch, chính mình đây là bị Trần Cửu Tứ âm à. Có điều hắn cố giả bộ chấn định, nhìn lấy Triệu Nhã nói, gặp qua quận chúa. Triệu Nhã liền nhìn lấy gia luật nói, gia luật đại nhân mới vừa nói cái gì, những này lương thực là ngươi tư lương. Chính là quận chúa, những này chính là ta gia luật gia tư lương, thỉnh quận chúa đại nhân minh xét. Triệu Nhã nghe vậy nhìn một chút gia luật nói, tư lương, ngươi có chứng cứ. Gia luật nói, quận chủ yếu là muốn, có thể có tới lui bức thư làm chứng. Triệu Nhã nghe lời này ha ha cười nói, rất tốt, nếu là tư lương, theo lý mà nói ngươi nguyện ý bán, còn thì nguyện ý như thế nào, ta không xen vào, nhưng là gia luật ta lại hỏi ngươi. Nếu là tư lương, ngươi nói cho ta biết vận lương vì sao dùng triều đình hắc kỵ, chẳng lẽ những này hắc kỵ vẫn là ngươi gia luật tư binh sao? Cái này, gia luật bị Triệu Nhã đối nói không ra lời, chỉ có thể ấp úng không nói ra cái như thế về sau. Hắc kỵ, đó là triều đình chấn áp địa phương lực lượng, mà không phải công khí tư dụng người làm. Nói cách khác, gia luật có thể điều động đến bọn hắn đàn áp địa phương, tuy nhiên lại không thể dùng bọn hắn đưa cho hắn tư nhân làm việc. Đương nhiên đây chỉ là lời xã giao, kỳ thật sau lưng, cái này công khí tư dụng quan viên rất nhiều, thậm chí có thể nói là người người đều làm như vậy. Như là làm như vậy, không có nghĩa là làm như vậy liền là đúng, đây là chịu không được cha, nếu là phía trên người nếu lấy điểm này không thả, cũng là muốn dùng điểm này đến làm ngươi. Ngươi liền không có cách nào giải thích, bởi vì đại càn lập quốc mới bắt đầu, liền nghiêm khắc cấm đoán không cho phép công khí tư dụng, không cho phép quan viên đem triều đình binh làm thành hắn tư nhân binh. Chỉ cần cha, cha một cái, gia luật cũng là một cái nói không rõ. Mà lại quan trọng hơn là quận chúa rõ ràng hiện tại chính là muốn dùng điểm này làm văn chương. Ngươi không phải nói những này lương thực là ngươi gia luật ra tư lương sao. Nếu là tư lương, vậy ngươi phải hắc kỵ cho ngươi làm việc ngoài, cái kia chính là xúc phạm đại càn luật pháp, kẻ nhẹ bãi quan, nặng thì thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên gia luật trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn trả lời như thế nào dù sao trong này nhưng có một cái tự do cắt mức đo lường tại liền nhìn quận chúa muốn làm thế nào lúc này chỉ thấy trần giải cười ha hả đi tới nói gia luật đại nhân đến mượn một bước nói chuyện gia luật nhìn lấy trần giải trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý cũng là tiểu tử ngươi âm ta ngươi còn muốn đơn độc nói chuyện với ta gia luật nghĩ đến nhìn lấy trần giải trần giải nhìn thoáng qua gia luật nói đại nhân ngươi nhìn như vậy ta làm gì gia luật lúc này lôi kéo trần giải đến một bên nói có phải hay không là ngươi âm ta trần giải nói đại nhân gì ra truyền ngôn gia luật nói ngay từ đầu ngươi liền cho ta đào hố còn có ta cái này vẫn lương lộ tuyến cùng tin tức tương quan đều là tuyệt mật có thể có được cái này tin tức tương quan đều là ta tâm phúc thành viên ngươi làm sao có thể trùng hợp như vậy chắn ở chỗ này chờ chút chu sử chu sử là ngươi gián điệp gia luật không ngu ngốc ngược lại rất thông minh một điểm liền rõ ràng lập tức liền nhìn ra Trần Giải mưu đồ, có thể có được hắn cái này kế hoạch tuyệt mật khẳng định chỉ có Chu Sử. Cho nên Chu Sử là cố ý cùng Trần Giải hai người diễn khổ nhục kế lừa gạt lừa gạt mình, như vậy suy nghĩ một chút, gia luật hận đến hàm răng ngứa, chính mình làm sao lại trên như thế ác làm, đơn giản tức chết à. Bất quá lúc này thời điểm hắn chỉ có thể vô năng phẫn nộ, căn bản không thể phát tác, không nói Trần Giải thực lực bây giờ không kém hơn chính mình. Mà lại quận chúa liền ở một bên, hắn một bụng ác khí chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống, trên mặt gạt ra nụ cười khó coi nói. Trần Cửu Tứ, ha ha đi, hãy đợi đấy. Bên này nghĩ đến, gia luật nói, ngươi còn muốn nói với ta cái gì? Trần Giải nghe vậy nói, gia luật đại nhân, làm gì như vậy sinh khí, chuyện hôm nay tình đã đến một bước này, gia luật đại nhân không nằm ngoài hai đầu đường có thể đi. Đầu thứ nhất, cái kia chính là kiên trì xương nhóm này lương thực là các ngươi gia luật ra tài sản riêng, đến lúc đó ha ha, đại nhân ngài điều động triều đình hắc kỵ, cho chính ngươi vận chuyển tư lương, còn bị quận chúa phát hiện, quận chúa liền có tư cách chém trước tâu sau, đối đại nhân ngài ra tay độc ác. Mà nhóm này lương thực như cũ còn phải rơi vào quận chúa trong tay. Một con đường khác đâu, quận chúa cũng sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, quận chúa trước đó vài ngày không phải mở cái hiệu triệu đại hội sao. Lúc ấy các ngươi các vị đều là biểu thị phải nghĩ biện pháp thay quận chúa phân ưu, nghĩ biện pháp tập hợp lương thực, giải quyết miệng thủy cái này không có lương thực chi ưu. Hiện tại tốt, nhóm này lương thực cũng là gia luật đại nhân vì quận chúa phân ưu, kiếm mà đến đại nhân chính là lớn đại trung thần là bị quận chúa cùng toàn thành bách tính ghi khắc người tốt mà như vậy nhóm này lương thực cũng là lương thực nộp thuế do hắc kỵ hộ tống vận chuyển chuyện đương nhiên cho nên đại nhân lựa chọn như thế nào phải xem ngươi rồi đại nhân nếu là nghĩ thể diện chúng ta liền để đại nhân thể diện đại nhân nếu là không nghĩ thể diện chúng ta liền giúp đại nhân ngài thể diện trần giải hướng về phía gia luật bên tai nói ra gia luật nghe lời này ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí nhìn Trần Giải liếc một chút. Trần Giải giống như chưa tỉnh đồng dạng, một mặt ý cười. Gia luật lúc này nhìn lấy Trần Giải nói, rất tốt, Trần Cửu Tứ, chúng ta việc này không xong. Trần Giải nói, đại nhân, nguôi giận, chúng ta có thể cũng là vì quận chúa, vì bách tính, đại nhân chưa có hành động theo cảm tính à. Lời nói này xong, gia luật nói, được, đi, lúc này ta nhận thua. Nói xong cũng gặp gia luật ôm quyền nói, quận chúa. Triệu nhã quay đầu nhìn gia luật nói, gia luật đại nhân có việc. Khởi bẩm quận chúa, hạ quan gặp quận chúa lo lắng miệng thủy bách tính không có lương thực vấn đề, hôm nay đặc biệt hướng quận chúa tấn hiến lương thực 10 vạn thạch để giải miệng thủy khẩn cấp. Triệu nhã nghe vậy cười nói, tốt, tốt, đa tạ gia luật đại nhân hiến lương 20 vạn thạch, làm nhớ công đầu. Hà gia luật một mặt mộng bức, không phải 10 vạn thạch sao? Làm sao lại 20 vạn thạch rồi? Có điều hắn còn không có phản ứng lại, liền nghe sau lưng trần giải hô đa tạ gia luật đại nhân đóng góp 20 vạn thạch lương thực. Tiểu hổ, A Tam, theo sát lấy toàn ngư bang tiểu đệ tất cả đều la lớn, đa tạ gia luật đại nhân, đóng góp 20 vạn thạch lương thực. Thanh âm rất nhanh liền truyền khắp khắp nơi. Mà khắp nơi lúc này có vô số ánh mắt nhìn lấy đây hết thảy, cái này đêm hôm khuya khoát. Bên này động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến dân chúng, dân chúng đều ở chung quanh trộm mò nhìn lấy đây. Sau đó bọn hắn liền nghe đến đóng góp 20 vạn thạch lương thực. Sau một khắc tất cả mọi người kích động, 20 vạn thạch quá tốt rồi, miệng thủy lương thực vấn đề giải quyết, ha ha quá tốt rồi. Dân chúng điên rồi, lập tức một truyền 10, 10 truyền trăm, tin tưởng ngày mai, toàn bộ miệng thủy huyện đều biết tối nay ra luật đại nhân đóng góp 20 vạn thạch lương thực. Mà lại không đơn thuần là nghe nói Trần Giải còn đề nghị muốn trong đêm vận lương, làm cho tất cả mọi người cây đuốc đem Trường Long đều điểm bên trên. Hắn tối nay muốn để toàn miệng thủy đều nhìn đến một trận long trọng vận lương tràng cảnh trùng trùng điệp điệp người dặm xe lương một cái xếp một cái trực tiếp đem xe xe lương thực vận tiến vào miệng thủy huyện cái này tối như bưng ai có thể đếm rõ ràng đến cùng là bao nhiêu lương thực sau cùng chỉ có thể một cái truyền ngôn cái kia chính là đêm qua đội ngũ vận lương trùng trùng điệp điệp phủ kín toàn bộ quan đạo vận một đêm à vạn tam hiền đệ vạn tam hiền đệ thẩm vạn tam tối nay vừa nằm ngủ sau đó liền nghe phía ngoài truyền đến tô châu thương hội đồng bạn tiếng kêu gào thẩm vạn tam sững sờ nhường a xương đốt đèn Thế nào? Lúc này chỉ thấy một cái tô châu thương nhân vội vã chạy vào nói. Vạn Tam hiền đệ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Đến cùng thế nào? Thẩm vạn Tam hỏi lần nữa, lúc này cái kia tô châu thương người nói. Vừa nhận được tin tức, nói tối nay ra luật hướng những dương vương quận chúa đóng góp 20 vạn thạch lương thực, hiện tại chính hướng trong thành vận đầu. Cái gì? Thẩm vạn Tam trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. 20 vạn thạch lương thực, cái này sao có thể, vẫn là ra luật tặng chắc chắn 100% mà lại đội ngũ vận lương đều đã vào thành. Nghe lời này, thẩm vạn tam một mặt mộng bức, cái này, cái này sao có thể. Ngay tại hắn mộng bức thời điểm, liền nghe bên ngoài vang lên một trận gieo hò thanh âm, ảo. Thẩm vạn tam lúc này nói, thanh âm gì? A à Sương nói, là vận lương đội, bọn hắn theo chúng ta khách sạn phía dưới đi ngang qua, cái này tiếng hoan hô hẳn là trong thành bách tính biết quận chúa hướng trong thành vận lương, tự phát gieo hò à. Thẩm Vạn Tam nghe vậy vội vã chạy tới cửa sổ miệng. Sau đó liền bị trước mắt một màn chấn kinh, hơn nghìn người áp tải lương thực, xe lương, bó đúc hợp thành trường long, trực tiếp ngăn chặn 10 dặm phố dài. Trung quanh tất cả đều là trong thành bách tính, lúc này tất cả đều phát ra tiếng hoan hô, bọn hắn có lương thực có thể ăn. Thẩm Vạn Tam lúc này thời điểm mắt mở thật to, sau đó đột nhiên nhìn đến tại đội ngũ vận lương bên trong, có một thiếu niên, cưỡi tại trên một con ngựa, ánh mắt đang xem hướng trên lầu. Vừa vặn cùng Thẩm Vạn Tam bốn mắt nhìn nhau, người kia vậy mà hướng về phía Thẩm Vạn Tam phất phất tay, đồng thời chỉ chỉ chung quanh xe lương. Thẩm Vạn Tam đặt mông ngồi ở phía sau trên ghế, sắc mặt trắng bệch, hắn hiểu được chính mình đây là bị người mưu hại. Lúc này có thể xong. Nghĩ như vậy, Thẩm Vạn Tam nói, người kia là ai? A Sương nhìn thoáng qua nói, tựa như là ngư bang bang chủ Trần Cửu Tứ. Trần Cửu Tứ, Trần Cửu Tứ. Thẩm Vạn Tam nỉ non cái này cái tên này. Đột nhiên hắn từ trên ghế nhảy dựng lên đến, "A, à, hỏng, A à Sương nhanh, ngươi nhanh đi thông báo thương hội những người khác đến chỗ của ta, đã chậm không còn kịp rồi." "Vâng." Tô Châu thương hội người vừa nằm ngủ, chính làm lấy lập tức liền muốn phát đại tài mộng đẹp, lại không nghĩ rằng toàn bộ miệng thủy đều oanh bắt đầu chuyển động. Lại có người trong đêm vận lương vào thành, mà lại càng đáng sợ chính là tục truyền là gia luật đóng góp 20 vạn thạch, 20 vạn thạch a, à, số lượng lớn như vậy lương thực trùng kích miệng thủy đủ để phá hủy toàn bộ miệng thủy chợ đen lương giới. Sau đó bò dậy Tô Châu thương hội các thương nhân, phản ứng đầu tiên cũng là mau đem trong tay lương thực tuột tay, trễ liền bán không lên giá. Có thể liền tại bọn hắn cuống cuồng bận bịu hoảng chuẩn bị bán lương thời điểm. Thẩm Vạn Tam phái người khẩn cấp tập hợp bọn hắn. Bọn hắn không biết loại này vô cùng khẩn cấp tình huống dưới, Thẩm Vạn Tam triệu tập bọn hắn làm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới Thẩm Vạn Tam nơi ở. Vạn Tam hiền đệ. Mọi người tới về sau, chỉ thấy thẩm vạn tam một mặt ngưng trọng ngồi tại chủ vị phía trên những người còn lại toàn bộ tới hướng thẩm vạn tam chào hỏi thẩm vạn tam nhất nhất gật đầu đáp lại đợi người tới không sai biệt lắm thời điểm thẩm vạn tam nói người đều tới sao a à sương trả lời tới đều tới nghe lời này thẩm vạn tam nói tốt các vị đã đều tới như vậy ta nói hai câu tối nay sự tình các vị chắc hẳn đều đã thấy nhóm này lương thực hoàn toàn chính xác đánh chúng ta một trở tay không kịp Bất quá các vị càng là lúc này, chúng ta càng phải chấn định, càng không thể tự loạn trận cước, nếu không tổn thất chắc chắn to lớn, đến lúc đó các vị cũng đem hối hận không kịp. Thẩm vạn tam câu nói này nói xong, dưới trận có người nói, vạn tam huynh, lần này vào thành thế nhưng là trọn vẹn 20 vạn thạch lương thực, nhiều như vậy lương thực, chảy vào thị trường. Chợ đen giá cả tất nhiên rớt xuống ngàn trượng, chúng ta cái này lương thực làm sao có thể bán hơn giá à Đúng vậy à, vạn tam huynh, chúng ta tốt nhất thừa dịp miệng thủy bách tính còn không có phản ứng lại, mau đem trong tay lương thực bán, đổi tiền, mau chóng rời đi miệng thủy. Thẩm vạn tam nói, bán, làm sao bán, hiện tại toàn thành đều biết tiến vào 20 vạn thạch lương thực, lúc này thời điểm chúng ta tại điên cuồng bán tháo. Chợ đen giá cả, sẽ lấy không dám tin tốc độ rơi vào đáy cốc, đến lúc đó chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Loại thời điểm này, kiên kỵ nhất cũng là chúng ta loạn trận cước, lung tung bán tháo, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ được, như vậy cái này lương giới khẳng định còn có lợi nhuận không gian, nhưng là khả năng không có 60 văn. Nghe lời này, một cái thương hộ nói, đừng nói là 60 văn, hiện tại cũng là 50 văn, bất tứ 10 văn ta đều nhận à. Thẩm vạn tam suy nghĩ một chút nói, khả năng còn thấp hơn. Mọi người giật mình nói, 40 văn đều bán không lên. Thẩm vạn tam nói, sợ là cái kia thương gia sẽ không cho phép cái giá này à, bất quá chúng ta chỉ cần gánh được, sau cùng giá cả chúng ta khẳng định có đến kiếm lời nhưng là nếu là chính chúng ta gánh không được, vậy liền khó khăn. Nghe lời này, trong sân tất cả mọi người là sững sờ nhìn lấy thẩm vạn tam nói. Vạn tam hiền đệ, cái này 20 vạn thạch lương thực tiến vào miệng thủy, đã đủ bọn hắn thấp nhất nhu cầu, cái này lương thực làm sao có thể có kiếm lời đâu. Thẩm vạn tam nói, hắn nói là 20 vạn thạch, thế nhưng là có hay không 20 vạn thạch ai biết ngày mai chúng ta đi hỏi một chút gia luật đại nhân chẳng phải sẽ biết. Tóm lại, hiện tại ai trước loạn, ai trước thua, Đối phương hiện tại mặc dù đem chúng ta nhất quân, bất quá chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, đối phương liền đơn giản không làm gì được chúng ta, hiện tại cũng là so đấu sức chịu đựng thời điểm. Cho nên chư quân, ta hy vọng đại gia có thể chịu đựng, ai cũng đừng trước mở bán lương lỗ hồng, không phải vậy chúng ta như là nguy hiểm. Nghe lời này, toàn bộ Tô Châu thương hội người liếc mắt nhìn nhau, nửa ngày có người nói, Vạn Tam hiền đệ, ngươi nói không cho đại gia hỏa bán lương, đại gia hỏa nghe ngươi. Bất quá ngươi phải biết những này lương thực thế nhưng là đại gia hỏa thật vất vả gom góp là nghe ngươi nói nơi này có thể kiếm tiền mới tới. Cái này nếu là bồi thường bản. Nghe lời này, trong sân tất cả mọi người nhìn về phía thẩm vạn tam, thẩm vạn tam nói. Làm ăn tất nhiên có bồi có kiếm, nhưng là chư quân tin ta, ta tất nhiên sẽ không để cho chư quân mất hết vốn liếng, chỉ muốn mọi người chịu đựng chớ bán lương, nhất định có chuyển cơ. Mà lại năm nay toàn bộ hồ Bắc Hồng Thủy nghiêm trọng cái này miệng thủy không bán được chúng ta còn có thể đi địa phương khác bán tất nhiên là có thể kiếm tiền đông đảo thương hộ liếc mắt nhìn nhau theo sát lấy nói vậy liền nghe vạn tam hiền đệ à chúng ta đợi thẩm vạn tam lúc này đứng dậy ôm quyền nói đa tạ chư quân tin ta chỉ cần chúng ta kiên trì được cái kia sau lưng thương gia người cũng không làm gì được chúng ta nghe lời này mọi người cùng nhau gật đầu theo sát lấy lui trở về chỉ để lại thẩm vạn tam một người trong phòng lúc này hắn đẩy ra cửa sổ nhìn lấy phía ngoài hỏa long ánh mắt ngưng lại trong đầu không khỏi nổi lên cái kia ngư bang chi chủ trần cửu tứ thân ảnh a à, xương có thuộc hạ lúc này tiểu hỏa kế lập tức tiến lên đón thẩm vạn tam nói ta cần muốn cái kia trần cửu tứ chỗ có tình báo nắm chặt thời gian thu thập cho ta vâng tiểu hỏa kế lập tức lên tiếng sau đó trong đêm phái người đi thu thập trần cửu tứ tình báo thẩm vạn tam lúc này nhìn lấy bên ngoài bóng đêm mịt mờ hào không buồn ngủ trong miệng nỉ non nói trần cửu tứ ta nhớ kỹ ngươi ngư bang tiểu hổ đi vào trần giải thư phòng nói bang chủ tất cả lương thực đều bỏ vào chúng ta ngư bang thương khố trần giải nói rất tốt ngày mai thông thái tiệm lương thực bình thường buôn bán lương giới 20 văn tiểu hổ nghe vậy nói vâng triệu nhã nói cửu tứ vì sao không trực tiếp 10 văn đâu trần giải nói ha ha không vội chuyện gì đều tiến hành theo chất lượng không thể quá phận nếu là quá phận, có thể sẽ không tốt. Nghe lời này, Triệu Nhã nói, "Ừm, mặc dù không hiểu, bất quá tất cả nghe theo ngươi à?" Trần Giải gật đầu, theo sát lấy hỏi Tiểu Hồ nói, "Đúng rồi, chợ đen lương giới tối nay là bao nhiêu?" Tiểu Hồ nói, "43 văn, chúng ta lương thực vừa vào thành, bọn hắn liền xuống giá." Trần Giải cau mày nói, "Còn không có rớt phá 40 văn, cái kia nhóm Tô Châu thương nhân không có thừa dịp loạn bán lương." Tiểu Hồ nói, "Không có động tĩnh." bọn hắn cũng không có bán lương. Trần Giải cười nói, cái này Tô Châu Thương hội có cao nhân à, rất bảo trì bình thản à. Một bên Triệu Nhã nói, vậy phải làm sao bây giờ, Tô Châu Thương hội không có loạn trận cước, chúng ta trong tay cái này 10 vạn thạch lương thực cũng không chống được quá lâu à. Trần Giải nói, không hoảng hốt, Tô Châu Thương nhân không nện giá, chúng ta nện, tiểu hổ đem chúng ta trong tay 4 vạn thạch lương thực toàn bộ nện vào hắc thị bên trong, ta muốn ngày mai lương giới là 35 văn một cân. Được nghe lời này tiểu hổ lập tức hẳn là ta vậy thì sắp xếp người đi bán lương tiểu hổ nói xong chặt nói theo đúng rồi bang chủ chu sử trở về nghe lời này trần giải cười nói thật sao nhưng hắn mau tới gặp ta ai tiểu hổ lên tiếng lập tức ra ngoài lúc này trần giải quay đầu đối một bên triệu nhã nói quận chúa chúng ta có thể chính xác biết ra luật bọn hắn vận lương lộ tuyến tất cả đều là chu sử công lao nếu là không hắn sớm xác minh lộ tuyến Chúng ta đến bây giờ chỉ sợ cũng tìm không được nhóm này lương thực à. Triệu Nhã nói, ừm, có công chi thần. Trần Giải nói, đa tạ quận chúa khích lệ. Nói Chu Sử liền vào, Trần Giải đứng dậy duỗi ra hai tay nói, lão Chu. Chu Sử nhìn lấy Trần Giải nói, ha ha, bang chủ. Nói hai người trực tiếp ôm ở cùng nhau, thoải mái cười to. Trần Giải nói, lão Chu, ngươi lúc này thế nhưng là lập công lớn, nói muốn cái gì khen thưởng. Chu Sử nói, cái gì khen thưởng không khen thưởng bang chủ à ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm ăn chút gì à mấy ngày nay tại gia luật phủ ngày ngày theo gia luật ăn đầu biển ta bây giờ thấy cá đều nhanh nôn nghe lời này trần giải cười nói được ngươi thích ăn đầu sư tử ta đã nhường đầu bếp chuẩn bị ngươi có thể buông ra ăn mặt khác mấy ngày nay ngươi cùng phu nhân ngươi liền ở tổng đà đi ngươi lần này xem như đem gia luật làm phát bực chu sử nghe lời này nói ha 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 lão gia hỏa này còn thật sự cho rằng ta có thể phản bội ngư bang thế nào nghĩ lúc này trần giải xoay người nói đúng rồi chu sử quận chúa ở đây không thể mất lễ nghĩa chu sử nghe vậy quay người nhìn lấy triệu nhã nói gặp qua quận chúa triệu nhã lúc này cười nói há chu sử ta biết ngươi ngươi đối triều đình có công à chu sử nghe vậy lập tức ôm quyền nói đa tạ quận chúa khích lệ nhỏ những này hứa thành liền đều là bang chủ lối dạy tốt không dám giành công triệu nhã nghe vậy cười ha ha nói tốt tốt chu sử nói nếu là không có việc gì bang chủ ta liền đi xuống ăn cơm đi cái này đói bụng cực kỳ trần giải nói đi thôi đồ ăn đã để người cho ngươi đưa đến phòng khách phu nhân ngươi cũng ở đó chu sử nói cái kia đa tạ bang chủ ta đi trước chu sử quay người rời đi trần giải cùng triệu nhã ngồi xuống triệu nhã nói trần cửu tứ ta phát hiện ngươi dưới trướng cũng là nhân tài đông đúc à trần giải nói há quận chúa cớ gì nói ra lời ấy. Triệu Nhã nói, ngươi cái này dưới trướng, võ có Trần Tiểu Hổ, Chu Sử, Văn có Tứ Hỷ, Ngô Trung, còn có Trần Hành. Trần Vượng Chi Lưu cũng đều là nhất đẳng nhân tài à, trách không được ngươi cái này ngư bang có thể làm thành miệng thủy đệ nhất đại bang. Trần Giải nghe vậy nói, quận chúa quá khen, cửu tứ có thể có hôm nay nhờ có quận chúa trợ giúp, nếu không có quận chúa, ta cũng phát triển không đến hôm nay à. Triệu Nhã cười nói, liền ngươi sẽ nói ta phát hiện Trần Cửu Tứ, ngươi vuốt mông ngựa cũng là có một tay à quận chúa hiểu lầm chân cửu tứ chi ngôn câu câu là thật nào có cái gì vuốt mông ngựa câu chuyện à nói chân giải cùng triệu nhã đều nhịn không được bật cười cười thôi triệu nhã nhìn lấy trần giải nói chúng ta sau đó làm cái gì hạ mãnh dược à mãnh dược triệu nhã rất là kinh ngạc trần giải nói ngày mai sẽ theo hoàng châu phủ đến một nhóm lương hết thảy 10 vạn thạch nghe lời này triệu nhã chừng mắt không phải ba vạn A à nha, nàng trong nháy mắt minh bạch. Trần Giải nói, hư hư thực thực, thực thực hư hư, đây là binh pháp chi áo nghĩa. Triệu Nhã nói, Trần Cửu Tứ trách không được ngươi như thế đã tính trước, lại còn có như thế nhiều thủ đoạn. Mặt khác đều không thể không để mà nói là một tiếng bội phục. Trần Giải nói, quận chúa quá khen, thủ đoạn này mới cái nào đến đâu, những này chỉ là trò vui khởi động, chân chính đòn sát thủ ta còn vô dụng đây. Đòn sát thủ. Triệu Nhã một mặt tò mò nhìn Trần Giải. Trần Giải nói, quận chúa, đến lúc đó ngươi liền biết. Triệu Nhã câu mày nói, ngươi vì sao lão ưa thích thừa nước đục thả câu à, cố lộng huyền hư. Trần Giải cười không nói. Gia luật phủ. Ba, một cái đời tống những sứ hung hăng ném xuống đất, bộp một tiếng tứ phân ngũ liệt. Đây chính là gia luật thích nhất tống hoa sen những sứ chén lớn, nhưng là bây giờ bị hắn không chút do dự ngã nát. Coi như như thế cũng khó tiêu lòng hắn đau mối hận, cắn răng ở nơi đó âm thầm vận khí. Lúc này quản gia nói, chủ tử, ngài nguôi giận. Nguôi giận, như thế nào nguôi giận à, ta dòng dã 10 vạn thạch lương thực, cho người khác làm áo cưới, đơn giản tức chết ta vậy, Trần Cửu Tứ, Trần Cửu Tứ, ta theo ngươi không đội trời chung. Gia luật giống giận. Quản gia chỉ có thể ở một bên chờ lấy, chờ đợi gia luật nguôi giận. Gia luật bình tĩnh rất lâu, lúc này mới lên tiếng nói, phái người thông báo cái kia nhóm Tô Châu thương nhân, còn có chu bằng bọn hắn, nói cho bọn hắn, hôm nay bị cướp đi lương thực chỉ có 10 vạn thạch còn thiếu rất nhiều miệng thủy lỗ hồng, bọn hắn tuyệt đối đừng bị Trần Cửu Tứ bọn hắn lừa gạt đến, tự loạn trận cước. Quản gia nghe lời này nói, chủ tử, chúng ta cũng kiếm không đến tiền, quản bọn họ nhàn sự làm gì. Gia luật nghe vậy nói, hừ, coi như chúng ta một phân tiền cũng không kiếm được, hắn Trần Cửu Tứ cũng đừng hòng lấy đến chỗ tốt. Quản gia nghe vậy minh bạch gia luật ý tứ, lập tức phái người tiến đến thông báo những này người. Tô Châu thương nhân nhận được tin tức về sau, thẩm vạn tam thở phào nhẹ nhõm nói, Ừm, chỉ có 10 vạn thạch, cái kia vấn đề cũng không lớn. Còn lại Tô Châu thương nhân cũng đều đồng ý thẩm vạn tam chờ một hồi chính sách. Nguyên lai like là miệng thủy cái kia thương gia chuẩn bị lừa bọn họ một chút à, nếu là bọn họ thật cuống cuồng đem trong tay lương thực bán đi. Buổi tối trùng kích thị trường lời nói đoán chừng hiện tại miệng thủy lương giới đã rơi đáy, vậy thì thật là cứu đều không thể chữa khỏi. Hiện tại hết thảy cũng đều có hy vọng, đối phương chỉ có 10 vạn thạch lương thực. Như vậy chỉ cần chờ nhóm này lương thực bán sạch, như vậy lương giới còn có thể tăng lên trở về, chúng ta thì còn có kiếm lời. Mọi người nhất thời nhặt lại lòng tin. Mà cái bang chu bằng, xài bang lưu vinh các loại bản địa thân sĩ, tại đã trải qua một đêm sau khi khiếp sợ, cũng là hoảng sợ chưa định, dù sao trong tay lương thực có thể hay không bán một cái giá cao còn chưa biết đâu. Mà đợi đến gia luật phái người đến đây thông báo chỉ có 10 vạn thạch lương thực về sau, bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Miện thủy ít nhất cần 30 vạn thạch lương thực để giải thiên tai, hiện tại 10 vạn thạch lương thực có thể có tác dụng gì? Không nói hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng lỗ hổng quá lớn, cái này lương giới còn có thể tăng lên. Cho nên bọn họ đều nhịn được, không có trong đêm bán lương, bởi vậy một đêm này miệng thủy gió êm sóng lặng. Tất cả mọi người coi là tối nay lương giới không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ. Tô Châu thường hội. Thẩm vạn tam đang ở nơi đó uống vào cháo loãng, ăn tinh xảo nhỏ dưa muối. Đột nhiên chỉ thấy một đám thương hộ vội vã chạy đến. Vạn Tam hiền đệ, không xong, không xong. Nghe nói như thế, Thẩm Vạn Tam để chén cơm xuống, nhìn lấy người tới. Chỉ thấy tới còn không là một người mà là một đám người, trong nháy mắt liền đem Thẩm Vạn Tam gian nhà vây đầy. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Vạn Tam nhìn lấy bọn hắn, chỉ thấy những này người nói, Vạn Tam hiền đệ à, không xong, ra chuyện. Thẩm Vạn Tam cau mày nói, chuyện gì à? Đại sự à, Vạn Tam hiền đệ, chợ đen lương giới lại hàng. Nghe lời này thẩm vạn tam nói, hả, ta tưởng là chuyện gì, đêm qua thanh thế lớn như vậy, chợ đen lương giới hàng một số cũng là bình thường, bất quá chúng ta cùng gia luật bên kia đều không có nện bàn, đoán chừng 43 văn. Nghe lời này, cái kia thương hộ nói, không phải, còn thấp. Ừm, 40 văn. Thẩm vạn tam nhíu mày, cái giá này cùng hắn tính ra đã không nhỏ sai lầm. 35 văn. Lúc này cái kia tô châu thương hộ mở miệng nói nghe lời này, thẩm vạn tam cho mày, để chén xuống đũa nói, có người nện bàn. Nghe lời này, thương hộ nói, ừm, đêm qua chợ đen ra bốn vạn thạch lương thực, trực tiếp liền đem lương giới nện vào 35 văn. Thẩm vạn tam nói, nhà ai lương thực à? Không biết à, không phải chúng ta, hôm nay hỏi qua, cũng không phải ra luật bọn hắn, ra quỷ. Nghe lời này, thẩm vạn tam nói, chân cửu tứ. Hả? Nghe lời này, người chung quanh đều nhìn về thẩm vạn tam. Trần Cửu Tứ lương thực không đều đốt không có sao. Thẩm Vạn Tam nói, ha ha, đốt không có, các ngươi nhìn thấy không? Cái kia một mùi lửa có lẽ chính là vì gậy ông đập lưng ông à. Người chung quanh đều là sửng sốt nói, cái này quân là. Thẩm Vạn Tam nói, tự nhiên là chúng ta. Tô Châu Thương hội chúng nhân nói, vậy làm sao bây giờ, nếu là Trần Cửu Tứ lương thực không đốt, hắn ít nhất có 7 vạn thạch, cộng thêm gia luật 10 vạn thạch, bọn hắn ít nhất có 17 vạn thạch lương thực như thế đại lượng lương thực, nếu như hắn khăng khăng nện bàn, chúng ta lương giới chỉ sợ thời gian rất lâu tăng không đi lên à. Đúng vậy à, cái này có thể làm sao xử lý à. Tô Châu thương hội mọi người trong mày. Thẩm vạn tam nghe lời này về sau suy nghĩ một chút nói. Địch nhân đây là có ý tưởng nhường chúng ta hoảng loạn lên, cho nên chúng ta nhất định đừng hoảng hốt, càng không thể cuống cuồng bán tháo lương thực. Không phải vậy liền chúng phải địch nhân bẫy, 17 vạn thạch lương thực là thật nhiều, thế nhưng là cách miệng thủy huyện lỗ hồng còn kém một nửa, chúng ta còn có cơ hội nghe lời này tô châu thương hội mọi người thấy thẩm vạn tam nói hiền đệ chúng ta còn không xuất thủ thẩm vạn tam nói lúc này thời điểm liền xem ai có thể nhẫn nại chúng ta như có thể nhẫn nại nên tiền kiếm vẫn là chúng ta nếu là chúng ta nhịn không được như vậy ngay lập tức sẽ cùng tuyết lở đồng dạng lương giới trực tiếp nện xuyên chúng ta chuyến này cũng coi như đi không nghe lời này tô châu thương hội người nói cái kia nhịn thêm thẩm vạn tam nói nhịn mà mặt khác, Chu Bằng mấy người cũng nhanh ngồi không yên, nhất là bọn hắn nghe được lương giới đã rơi xuống đến 35 văn. Theo cao nhất 50 văn một đường rớt phá 35 văn, bọn hắn hiện tại cũng rất hoảng, đều sợ cái giá này còn ngã, lại ngã, bọn hắn nhưng là không kiếm lời bao nhiêu. Lúc này Lưu Vinh nói, Chu Bang chủ, nếu không ra điểm, hôm nay lương giới đều 35, ai biết ngày mai có thể hay không biến 30 à? Chu Bằng nói, không được, gia luật đại nhân nói phải sống. Vương viên ngoại nói, Chu bang chủ, gia luật đại nhân hắn không có lương thực, tự nhiên chịu đựng được, thế nhưng là vương gia chúng ta liền chỉ điểm ấy lương thực gỡ vốn. Đúng vậy à, chu bang chủ, thực sự gánh không được, lại ngã, liền kiếm không được nhiều thiếu. Chu bằng nghe lời này nói, chư vị, chư vị, các ngươi tin ta một lần, cái này lương giới 35 văn chỉ thấy đáy, cái này miệng thủy không thể nào lại có lương thực, cho nên đại gia ngay tại nhẫn nại nhẫn nại, nhẫn nại nhẫn nại à. Mọi người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, theo sát lấy nói cái kia vậy được đi liền lại ngay chu bang chủ một lần đại gia hỏa nhẫn nại nữa mấy ngày nhìn xem giá thị trường ngư bang trần phủ như thế nào trần giải hỏi thăm tiểu hổ hôm nay làm bọn họ biết rõ mới nhất lương giới về sau tô châu thương hội cùng gia luật thủ hạ những này người có động tác gì sao nghe lời này tiểu hổ nói bang chủ tô châu thương hội cùng chu bằng bọn hắn đều không có có động tác gì trần giải cười vẫn rất có thể nhẫn nại nói xong lời này Trần Giải nói, ừm, ngươi cùng Trần Hanh mang một nghìn bang chúng đi bến tàu, hôm nay giữa trưa Trần Vượng đoán chừng có thể theo Hoàng Châu Phủ trở về, đồng thời mang về đủ nhiều lương thực. Nghe lời này, Tiểu Hổ nói, hôm nay giữa trưa, ừm, Trần Giải đi đầu, Tiểu Hổ nói, bang chủ hôm nay không nhìn tới nhìn. Trần Giải khoát tay nói, không đi, hôm nay ta cùng sư phụ muốn lượng lò đan dược, cho nên chuyện hôm nay liền giao cho các ngươi. Nghe lời này Tiểu Hổ nói, vâng tiểu hổ lập tức đi ngay, mà Trần Giải thì là đi tới một cái tĩnh thất, Bạch Văn Tĩnh đã chờ ở đó. Bạch Văn Tĩnh cầm trong tay hai cái đan phương nói, Cửu tứ à, ngươi cái này khí huyết đan, thế nhưng là bão đan cảnh phá kính đan, luyện chế 10 phần khảo nghiệm hỏa hầu, cho nên ngươi phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị à. Mà một bên lưu nhất thủ nói, đúng vậy à, bang chủ, loại cấp bậc này đan dược cũng là chúng ta lần thứ nhất luyện chế à. Trần Giải nói, người khẳng định đều có lần thứ nhất, mà lại lần này vẫn là có lưu lão cùng ta sư phụ giúp đỡ, ta có lòng tin. Không sai hôm nay chủ yếu luyện đan là trần giải, đến mức trần giải mức độ như thế nào, nói như vậy. Trần giải thế nhưng là trường xuân cốc truyền nhân, trong tay thiết chỉ hoàn bên trong có đại lượng luyện đan thư tịch. Những thư tịch này, trần giải cho Bạch Văn Tĩnh nhìn một chút, Bạch Văn Tĩnh nói hắn hiểu ra thuật luyện đan tăng lên nhanh chóng mà trần giải thì là đọc càng nhiều cứ như vậy trần giải bắt đầu hôm nay luyện chế mà Trần Giải hôm nay luyện chế đan dược tổng cộng chia làm hai loại. Một loại là đột phá hóa kình hóa linh đan, hóa linh đan Trần Giải luyện chế qua một lần, ngược lại là có chút kinh nghiệm. Tiếp theo cũng là Trần Giải theo Hàn Hà cái kia bên trong đạt được đan phương khí huyết đan, khí huyết đan là đột phá khí huyết bão đan cảnh phá kính đan, mặc dù Trần Giải đã đột phá khí huyết bão đan, nhưng là Trần Giải còn có thủ hạ. Muốn nắm chính quyền, liền không thể dựa vào đơn đả độc đấu, bởi vậy thủ hạ cũng muốn vũ trang lên đây cũng là trần giải luyện chế hai loại đan dược nguyên nhân mà lần này luyện chế đan dược trần giải dùng vẫn là trường xuân cốc tổ truyền trường xuân lò không sai liền là nằm ở thiết chỉ hoàn trung ương nhất cái kia màu xanh lá lò nhỏ con đây cũng là một cái võ đạo bí bảo dùng nó luyện chế đan dược xác suất thành công cao hơn nhiều những đan dược khác trần giải cầm lấy trường xuân lò bắt đầu hôm nay luyện chế quy củ cũ lò thứ nhất là đệm lò dùng để nóng lò cùng quen thuộc xúc cảm bởi vậy luyện chế không phải rất quý giá đan dược mà là một loại giải độc đan hiệu quả rất thành công một lò liền thành công mọi người cảm giác hôm nay xúc cảm không tệ sau đó lò thứ hai trực tiếp bắt đầu luyện chế hóa linh đan hóa linh đan vật liệu đều là trần giải cùng triệu nhã đổi lấy rất nhanh luyện chế bắt đầu tại hai vị kinh nghiệm phong phú tiền bối trợ giúp dưới trần giải rất thành công trực tiếp liền luyện được một lò hóa linh đan cái này một lò hóa linh đan hết thảy năm viên nói cách khác có thể tạo nên ít nhất năm vị hóa kình cao thủ trần giải hảo hảo thu về đây chính là chưa đến chính mình miệng thủy ngư bang lập căn chi nền luyện chế tốt hóa linh đan chân giải cảm giác hôm nay tay nóng rèn sắt khi còn nóng vừa vặn luyện chế một lò khí huyết đan chân giải cầm qua lò bắt đầu luyện chế tại hai vị lão tiền bối trợ giúp dưới cái này một lò khí huyết đan luyện chế cũng là 10 phần thuận lợi đương nhiên này chủ yếu là dựa vào trần giải học tập trường xuân cốc tri thức tại trường xuân cốc tri thức hệ thống bên trong có thể luyện chế khí huyết đan liền xem như nhập môn đan dược rất nhanh luyện chế tốt cái này một lò rất thành công, nhưng là cũng chỉ vẻn vẹn luyện chế được 3 viên thành đan. Lần này Trần Giải hôm nay làm việc coi như thuận lợi hoàn thành. Mà lại hắn dự trữ cũng coi như hoàn thiện, trước mắt Trần Giải đan dược dự trữ có thể xưng một câu 10 phần hoàn thiện. Đầu tiên liền là cao cấp đan dược, khí huyết đan 3 cái, hóa linh đan 5 cái, thái tuế đan, nhị phẩm trên 10 viên, ba thản trên thân cướp. Nhất phẩm thái tuế đan 100 viên, ngoài ra còn có các loại phụ trợ đan dược một số. Có thể nói Trần Giải hiện tại rất giàu có à, mà đây đều là Trần Giải vì chính mình bang phái chuẩn bị. Làm xong đây hết thảy, Trần Giải ra phòng luyện đan, phát hiện thời gian vừa tới giữa trưa, không thể không để mà nói là hôm nay đan dược này luyện chế hoàn toàn chính xác rất thuận lợi. Thứ nhất là có trường xuân cốc tri thức, Trần Giải đối đan dược lý giải đã lên một cái cấp bậc. Tiếp theo cũng là Trần Giải hôm nay dùng đan lô là trường xuân cốc trấn cốc chi bảo, trường xuân lò, chính là một kiện võ đạo bí bảo, đệ nhất có thể đề thăng đan thuốc tỷ lệ thành đan, thứ hai còn có thể rút ngắn luyện đan thời gian, mà lại hôm nay còn có bạch văn tĩnh, lưu nhất thủ hai vị tiền bối trợ giúp, cho nên trần giải mới sẽ thành công như vậy. bởi vậy vừa tới giữa trưa, trần giải liền đi xuất đan phòng, mới ra đến liền thấy chu sử, chỉ thấy chu sử chính ngồi ở chỗ đó ăn nổ viên thuốc đâu, nhìn thấy trần giải nói, bang chủ, ngươi đi ra trong bang người đều đi bến tàu. trần giải nói, trần vượng đến. chu sử nói, ừm, 응, vừa tới không lâu. lúc này trên bến tàu. 10 chiếc treo ngư bang đại kỳ thương thuyền dừng sát ở ngư bang trên bến tàu, sau đó Trần Vượng đứng tại mũi tàu nhìn lấy tiếp thuyền tiểu hổ nói: "Hổ ca, lương thực ta cho ngươi kéo về, hết thảy 10 vạn thạch." Nghe lời này, tiểu hổ nói: "A vượng khổ cực, gỡ thuyền chúng ta tới, các huynh đệ vận lương." Tiểu hổ hô một tiếng, sau một khắc tất cả mọi người trực tiếp xông lên thương thuyền, bắt đầu hôm nay vận lương, hôm qua vận một đợt, hôm nay liền xe nhẹ đường quen. Tiểu hổ đi lên nhìn lấy Trần Vượng nói: "A vượng những cái kia là thật lương a vượng nói những cái kia tiểu hổ nói còn lại đâu a vượng nói bùn đất cục đá tiểu hổ nói đừng dò a vượng nói yên tâm đi căn cứ bang chủ yêu cầu những này bùn đất cục đá dùng chính là giày bao tải ngươi chính là cầm đao rồi đều kéo không ra mà thật lương thực dùng chính là mỏng bao tải có mấy cái ta còn cố ý làm vết nứt xử lý lương thực sẽ phơi trên đường tiểu hổ nói được điều từ ngươi hiện tại làm việc cũng là ổn trọng rất nhiều à? A vượng nói, hi hi, đều là bang chủ dạy. Hai người nói theo sát lấy bắt đầu vận lương, xe lương tiếp tục sắp xếp trường long hướng trong thành mà đi. Mà miệng thủy bách tính lần nữa cuồng hoan, lại là 10 vạn thạch lương thực, quá tốt rồi. Lúc này miệng thủy coi như thật không thiếu lương. Cũng có người nghi hoặc, đây là lương thực sao? Thế nhưng là rất nhanh hắn liền ngậm miệng, bởi vì có lương thực bao tải mở miệng, lương thực vung một đường, mà ngư ba người cũng rất hào phóng không có ngăn cản bách tính đi nhặt. Làm bách tính nhặt được lương thực về sau, nhất thời kích động hồ. a à, lương thực, là thật lương thực à? Bến tàu cái này 10 vạn thạch lương thực vừa đến, toàn bộ miệng thủy huyện thành triệt để oanh động, vô số người kích động hô hào. Lúc này được cứu rồi. Mà nhận được tin tức sau Tô Châu Thương Hội. Cái gì? Thẩm vạn tam trực tiếp từ trên ghế đứng lên, khắp khuôn mặt là cả kinh nói. Các ngươi nói cái gì? Lại 10 vạn thạch lương thực tiến vào miệng thủy. Vạn tam hiền đệ à, chắc chắn 100% chúng ta mang người tự mình nhìn đó à, lương thực toàn bộ vẫn tiến vào. Ngư bang thương khố, kết quả thương khố không đủ dùng, còn ngoài định mức mượn tàu bang thương khố sử dụng đây. Nghe lời này thẩm vạn tam nói, cái này sao có thể, chân cửu tứ đây cũng là từ chỗ nào làm tới lương thực à. Nghe lời này, một cái thương hộ nói, vạn tam hiền đệ, ngươi có phải hay không quên, trần cửu tứ đứng sau lưng thế nhưng là những dương vương phủ quận chúa. Mà Hoàng Châu phủ phủ đặt lỗ hoa xích chính là những dương vương con nuôi. Hai người bọn họ quan hệ như vậy, cái kia những Dương Vương con nuôi, làm sao có thể không giúp muội muội của mình đâu. Cái này còn chỉ là 10 vạn thạch lương thực, về sau nói không chừng còn có đây này. Nghe lời này còn lại Tô Châu thương nhân lương thực nói, cái kia vậy phải làm sao bây giờ à? Nếu không ra lương à? Thẩm Vạn Tam nói, không thể, hiện tại ra lương là chuyện vô bổ, mà lại chúng ta vừa ra lương nói không chừng lại vừa vặn bên trong Trần Cửu Tứ ý muốn, cái này lương thực không thể bán. Nghe lời này cái Khác Tô Châu thương hộ nói, "Vạn Tam hiền đệ, chúng ta cũng không như ngươi ra đại nghiệp đại chống lên, chúng ta có thể hao không nổi à." Nghe lời này, Thẩm Vạn Tam nói, "Các ngươi tin ta cũng đừng ra lương thực, nhìn nhìn lại, ta người đã từng điều tra qua Hoàng Châu phủ tồn Lương, căn bản điều không ra 10 vạn thạch lương thực, ta sợ ở trong đó có bẫy à." Tô Châu thương hộ nhìn lấy Thẩm Vạn Tam, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nói không được đi, thế nhưng là Thẩm Vạn Tam cái này tuổi còn nhỏ, liền tay trắng khởi ra kiếm cái này to lớn cơ nghiệp. Thế nhưng là ngươi nói hắn rất lợi hại đi, hiện tại lại làm thành cái dạng này, bọn hắn nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Từng cái cùng nhìn nhau, theo sát lấy tất cả đều cau mày, không tái phát nói. Thẩm vạn tam suy nghĩ một chút nói, các vị, chúng ta lương thực không nên bán, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta miệng nước nếu là bán không được. Hồ này bác thiếu lương nhiều chỗ phải là chúng ta đem lương thực vận ra miệng thủy, cũng có thể bán ra cái giá tốt đông đảo thương nhân lương thực nghe lời này cùng nhau nhíu mày theo sát lấy nói cái này phí chuyên trở thẩm vạn tam nói ta vạn tam thương hội ra nghe lời này đông đảo thương nhân lương thực nhất thời cười đi đã ngươi vạn tam thương hội xuất tiền cái kia cùng lắm thì chúng ta liền đem lương thực vận ra miệng thủy sau đó tùy thời tìm kiếm địa phương khác bán giá cao cũng là phải như vậy tả hữu bất quá là chậm trễ một chút thời gian mà thôi mọi người quyết định nếu như giá cả không thích hợp bọn hắn liền vận lương ra miệng thủy mà một bên khác, Chu Bằng bọn người, khi biết được Trần Giải lại còn có 10 vạn thạch lương thực vận vào miệng thủy, trong nháy mắt trái tim tất cả mọi người hình dáng liền sập. Cái này, cái này sao có thể, 10 vạn thạch, làm sao còn có 10 vạn thạch à? Lưu Vinh nhìn lấy Chu Bằng nói, "Chu Bang chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta lương thực lại không bán, nhưng là nện trong tay." Nghe lời này, Chu Bằng nói, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, khẳng định sẽ có biện pháp." "Này, còn có biện pháp nào?" Chu bang chủ, hiện tại ngươi cũng đừng lừa gạt gạt chúng ta, cái này lương thực chúng ta là không phải nện trong tay à." Vương Viên ngoại vẻ mặt đau khổ nói. Một bên khác Trương Viên ngoại nói: "Chu bang chủ, hiện tại Ngư bang đã có gần 20 vạn thạch lương thực, nếu là hắn trước kia nói đốt đi lương thực không đốt, vậy thì có 26, 27 vạn thạch lương thực đã miễn cưỡng đầy đủ miệng thủy bách tính tiêu hao." "Đúng vậy à, Chu bang chủ, đây là Ngư bang trong tay lương thực." Ngươi cũng đừng quên chúng ta Miện Thủy còn có một nhóm Tô Châu đại thương nhân à. Trong tay bọn họ nhưng có trọn vẹn 25 vạn thạch lương thực, nhiều như vậy lương thực hướng cái nào bán à? Nghe lời này, Chu Bằng cũng là tức sạm mặt lại. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, đột nhiên chỉ thấy có người đến bọn hắn trong viện, xem xét lại là gia luật hộ vệ bên cạnh thống lĩnh A Hợp Đài. Thống lĩnh đại nhân. Mọi người đối A Hợp Đài hành lễ, A Hợp Đài nói, không cần hành lễ, gia luật đại nhân để cho ta đến đây là cho chư vị mang một tin tức Mọi người cùng nhau nhìn về phía A Hợp Đài nói, tin tức gì? Lúc này chỉ thấy A Hợp Đài nói, gia luật đại nhân nói trong tay các ngươi cái này không đến 10 vạn thạch lương thực, không nóng này, tô châu đại thương hộ. Chỉ cần lương giới không đạt được bọn hắn mong muốn, bọn hắn liền rời đi miệng thủy, không tại miệng thủy bán lương. Sự kiện này gia luật đại nhân đã cùng bọn hắn thương hội hội trưởng thẩm vạn tam xác nhận qua, nếu như lương giới tăng không đi lên, bọn hắn liền rời đi miệng thủy, trong tay các ngươi lương thực vẫn như cũ có thể bán ra giá cao, cho nên không nên gấp gáp. Nghe lời này, mọi người liếc nhau, theo sát lấy cùng nhau ôm quyền nói. Đa tạ gia luật đại nhân, chúng ta biết được. Chờ bọn hắn nói xong lời này, A Hợp Đài nói. Đại nhân còn nói các ngươi nhất định muốn vững vàng, đây hết thảy đều là trần cửu tứ âm mưu. Mọi người cùng nhau gật đầu, minh bạch, thỉnh gia luật đại nhân yên tâm. A Hợp Đài gật đầu rời đi. Còn lại mọi người, Chu Bằng nói, hiện tại yên tâm đi, gia luật đại nhân mới nói các ngươi còn cuống cuồng bán lương sao nghe lời này chúng nhân nói ha ha không vội không vội mọi người cùng nhau nói ra bọn hắn còn cùng ngư bang đòn khiêng trên không tin ngư bang còn thật có thể đem lương giới đè xuống nếu là thực sự không được bọn hắn cũng không lại miệng thủy bán bọn hắn ngược lại muốn nhìn xem không có bọn hắn trần cửu tứ có thể hay không giải quyết cái này miệng thủy thiếu lương thực mà lúc này trần giải đây hắn chính diện gặp quận chúa đây gặp qua quận chúa triệu nhã nhìn lấy hắn nói trần cửu tứ Ngươi 10 vạn thạch lương thực đã đến miệng thủy, vì sao bọn hắn còn không bán lương à? Nếu là bọn họ một mực không bán lương, chúng ta nên làm cái gì à?" Trần Giải nghe lời này nói, "Quận chúa, bọn hắn là bởi vì còn có hy vọng, còn nghĩ đến không được đem lương vận ra miệng thủy." Triệu Nhã nói, "A, à, này làm sao làm à? Không thể để cho bọn hắn đem lương vận ra miệng thủy à, không phải vậy bằng vào chúng ta trong tay lương thực, không đủ bách tính ăn, không phải chết đói người không thể à?" Trần Giải nói, quận chúa an tâm chớ vội, hôm nay thuộc hạ đến đây là thỉnh quận chúa hạ lệnh tiêu diệt miệng thủy bái hỏa giáo phản tặc. Triệu nhã, bái hỏa giáo, hiện tại nào có thời gian tiêu diệt bọn hắn à, hiện tại lương thực làm trọng à, cửu tứ. Trần giải nói, quận chúa, hạ lệnh tiêu diệt bái hỏa giáo phản tặc, liền có thể giải quyết lương thực vấn đề. Triệu nhã nói, bái hỏa giáo có lương thực. Trần giải nói, hẳn là không có. Cái kia tiêu diệt bọn hắn có làm được cái gì à? triệu nhã vội vàng nói nghe lời này trần giải nói quận chúa tiêu diệt bái hỏa giáo phản tặc có thể phong tỏa miệng thủy giao thông yếu đạo bao quát lục vận cùng thuyền vận quận chúa còn không hiểu triệu nhã sững sờ nhìn lấy trần giải nói ý của ngươi là giả ý tiêu diệt bái hỏa giáo phản tặc nhưng thật ra là phong tỏa tất cả vận chuyển lộ tuyến để bọn hắn lương thực vận không ra miệng thủy trần giải cười nói chính là ý này triệu nhã nói cái này trần cửu tứ ngươi chiêu này rất cao minh à đây chính là ngươi nói đòn sát thủ à? trần giải cười nói bái hỏa giáo tại miệng thủy dị thường hung hăng ngang ngược quận chúa làm thay giới triều đình đạt tiêu diệt lệnh tiêu diệt trong lúc đó tất cả nhân viên không được rời đi miệng thủy bao quát đội thuyền xe ngựa nhất là vận chuyển hàng hóa ai biết bên trong có thể hay không có dấu miệng thủy phản tặc quận chúa nghĩ sao triệu nhã nói ngươi còn thật hỏng đi cứ dựa theo ngươi nói làm ngư bang phòng đường ta ra bố cáo trần giải nói thuộc hạ tuân mệnh bố cáo xế chiều hôm đó liền dán ra ngoài trong nháy mắt toàn bộ miệng thủy xôn xao diệt phỉ mà ngư bang đã sớm đạt được tin tức trực tiếp liền đem tất cả đường thủy đường bộ phong tỏa người có thể đi qua mang một cái tùy thân gói nhỏ có thể đi qua đại tông thương phẩm thật xin lỗi không qua lên cái này lập tức tương đương gãy mất toàn bộ tô châu thương nhân đường lui lúc này thời điểm một đám người vội vã chạy hướng về phía thẩm vạn tam nơi ở vạn tam hiền đệ việc lớn không tốt Thẩm Vạn Tam lúc này đã biết tin tức này, lúc này khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, cái này Trần Cửu Tứ ra chiêu thật sự là quá độc ác, cái này không phải liền là đóng cửa đánh chó sao? Nhóm người mình tiến vào hắn cái bẫy, bây giờ nghĩ ra ngoài, đơn giản khó hơn lên trời. Mà lúc này Tô Châu thương hội người tất cả đều dọa sợ, lúc này chạy đến Thẩm Vạn Tam nơi này nói: "Vạn Tam hiền đệ à, làm sao bây giờ à, miện thủy phong tỏa tất cả vận chuyển giao lộ, chúng ta muốn đi ra ngoài đều ra không được à?" "Đúng vậy à, Vạn Tam hiền đệ, hôm nay thuyền hàng của chúng ta muốn rời đi, liền bị ngư ba người ngăn cản, đồng thời hoài nghi trên thuyền chúng ta cất giấu bái hỏa giáo yêu nhân à. Đúng à, chúng ta để bọn hắn kiểm tra, bọn hắn nói không kiểm tra, cũng là không cho qua, cái này minh bạch chính là muốn nhường chúng ta vây chết tại miệng thủy huyện à. Giết, Vạn Tam hiền đệ, chúng ta nên làm cái gì, bây giờ nên làm gì à. Một vòng người vây quanh thẩm Vạn Tam lao nhau, thẩm Vạn Tam cũng là một đầu mồ hôi. Trần Giải một chiêu này thật sự là quá độc ác, nhưng Thẩm Vạn Tam cũng không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Mà Tô Châu Thương hội người càng là không giữ được bình tĩnh. Lúc này thời điểm vẻ mặt đau khổ nói: "Vạn Tam huynh đệ, những này lương thực thế như là ca ca nhà áp đáy hòm hàng hóa, nếu là gãy ở chỗ này, ta như là ta xong." "Đúng vậy à, Vạn Tam huynh đệ, ngươi có thể được cho chúng ta làm chủ à? Lúc trước chúng ta đều là nghe ngươi đến, ngươi bây giờ cũng không thể ngươi không nhận nợ à?" "Đúng vậy à?" vạn tam huynh đệ ngươi phụ trách tới cùng à đông đảo thương nhân vây quanh thẩm vạn tam một lần nói lúc này a sương nhìn xem qua cả giận nói nào có các ngươi dạng này à kiếm tiền thời điểm các ngươi theo đi bồi thường tiền từng cái để cho chúng ta thẩm ra phụ trách các ngươi đều là buôn bán thiên hạ này nào có chỉ kiếm không bồi thường mua bán à nghe lời này đông đảo thương nhân liếc mắt nhìn nhau sau đó một cái thương người nói ngươi cái tiểu hỏa kế biết cái gì lúc trước chúng ta nói muốn lúc mua là các ngươi thẩm ra không cho hiện tại bồi thường, hắn không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm à? Đúng, hắn không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm à? Một đám người liền nhanh chóng nói mà liền mọi người nói thời điểm, đột nhiên một cái tiểu nhị vội vã chạy vào hô Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn, chỉ thấy tiểu hỏa kế nói. Cái bang Chu Bằng, sai bang Lưu Vinh, chi huyện đường Vạn Điên, trong thành thân sĩ, trương gia, vương gia, đều tại bán tháo lương thực. Hiện tại lương giới đã rớt phá 20 văn, chỉ có 18 văn. a à, cái gì? Nghe lời này, tất cả tô châu thương hộ tất cả đều chiếm lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin, bọn hắn vậy mà đều bắt đầu nện bàn, bán tháo, vậy chúng ta đâu? Nghĩ đến, mọi người cùng nhau nhìn về phía ngồi đấy thẩm vạn tam, mà thẩm vạn tam lúc này ha ha thấp giọng cười nói, ha ha, ta thua rồi, ta vậy mà thua. Nói xong thẩm vạn tam trực tiếp đứng lên, cất bước đi ra phía ngoài. Mọi người thấy vội la lên, ngươi lên đi đâu? thẩm vạn tam nói ta muốn đi gặp trần cửu tứ